Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác ở đây là một bộ dàn âm ly và loa rời của hai thương hiệu cực kỳ lớn là Onkyo nhá. Đấy, em lên cho các bác ở đây là một bộ dàn phối ghép giữa một con âm ly Onkyo dòng Yantech 275 là con Onkyo A911M và đôi loa đền ông SC F107SG của đền ông các anh nhé, dòng loa bát màng giấy nõm gân cao su, viền 16cm của đền ông. Hai cái sản phẩm này khi kết hợp với nhau nó tạo nên bộ âm thanh rất là hay và cái tầm giá rất là vừa phải, chỉ có 6 triệu đồng thôi các bác nhé. Bác nào mà mua bộ này thì báo em. Âm ly Onkyo A911M nó sẽ có cái giải tinh chỉnh siêu bát riêng, bát riêng và tép riêng nên là nó khai thác được rất là tốt cái giải trầm của cái dòng SCF107SG này của đền ông nhé. Đây là những cái dòng loa 107SG này là những cái dòng mà nó cho tiếng bát rất là tốt này, vì đây là những dòng loa bát nõm gân cao su này, bày đẹp và nghe rất là hay các anh nhé, tép rất là sáng mà lẩy luôn, tí tách nghe cực kỳ hay luôn nhé. Đây, cả bộ này thì nó về hình thức còn rất là đẹp nhé. Đây, căng loa đầy đủ này. SCF107SG này là dòng loa Buxell các bác nhỉ, nên là nó đấy, có thể ghép với bất cứ một cơm đi nào nếu mình muốn. Và em ghép con SCF107SG này với cả con 911M này thì em thấy nó rất là hợp nhau này, nó cho cái tiếng tép cực kỳ sáng luôn, trung âm rất là sâu lắng và cái giải bát nó rất là dày dặn để nghe nhạc rất là hay nhé. Đấy, công suất của loa đấy 60W ở cái mức công suất là AEGETA nhé, và 120W ở công suất PEAK, công suất peak. 911M kết hợp với SCF107SG nhé. Công suất của con âm ly này là 100W. Phối ghép con này là ok, thoải mái luôn. Đấy, dần chẳng còn mà thương rộng dài thế. Em nhớ vừa rồi thì là một đoạn nhạc trữ tình đúng không ạ, quê hương đúng không ạ, thì bây giờ em xin mời các bác nghe một đoạn remix nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok nha, đây là con Onco A91M kết hợp với cặp loa SCF107SG. Đấy thì cả bộ 6 triệu thôi. Bác nào mà đang có nhu cầu mua thì alo em, số điện thoại đặt hàng 097 989. Số điện thoại đặt hàng là 097 989 1682 hoặc là 0966 594 581 các anh nhé. Cái này thì nó âm ly rời, ghép bên loa rời, nên bác nào mà cần có loa giá rời của từng thứ thì cũng có thể là liên hệ cho bên em, nhưng bên em sẽ báo giá cho các bác. Xin chào các bác ạ. Vâng.